Chào bạn, chào bạn đến với chương trình review chuyện khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Tôi là Quân. Hôm nay chúng tôi có chuyến hành quân trong ngày đến với gia đình của anh Mão ở Đan Phượng, Hà Nội để về khảo sát thiết kế cho gia đình anh một cái ngôi biệt thự 3 tầng theo phong cách hiện đại. Mời các bạn hãy theo tôi về với khuôn đất của nhà anh Mão. Chào em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát hiện trạng của nhà anh Mão ở Đan Phượng, Hà Nội. Dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà lô phố 3 tầng theo phong cách Vân cổ điển các bạn nhé. Với diện tích mỗi sàn sử dụng có thể là dao động 60m². Ở đây là một chiều kích thước là 5, một chiều là kích thước là 11, 12 gì đấy các bạn nhé. Thì tổng mức của đầu tư của anh là 1,1 tỷ đồng. Ok, sau khi bay fly cam xác định khuôn đất của nhà anh như sau. Khuôn đất của nhà anh sổ đỏ thế này luôn các bạn nhé. Với kích thước là về phía sau là 7m2 này, một chiều là 13m1 này, một chiều là 12m9 này, và chiều trước là 9m87. Thì anh sẽ dự kiến xây dựng một mảnh trong hai vị trí này các bạn ạ. Cái mảnh đất của anh sẽ chia đôi ra và anh sẽ xây để làm sao có phủ bì là 5m và có một chiều là khoảng 11 đến 13m gì đấy. Thì ở đây cái chính cái ngôi nhà này là có một yếu tố rất là khó để khắc phục, đó là yếu tố về mặt phong thủy. Ở đây phía trước nhà anh là có chùa Vĩnh Kỳ các bạn nhé. Bên vị trí này, vị trí này là toàn bộ đây là hệ thống chùa này. Đấy. Ở video flycam các bạn thấy rõ. Còn ở chỗ này này là cổng này, tháp phía trước này. Nên là quanh đây mái đao để vào là chĩa thẳng vào rất là khá nhiều. Nên bộ phận phong thủy chúng ta phải kiểm tra kỹ và tư vấn kỹ cho gia đình anh để làm sao để bố trí cho nó hài hòa. Cái công năng tối ưu cũng như là phong thủy trong nhà nó thoải mái đấy các bạn nhé. Trong cái hai lô đất này đấy, lô này là lô 1, lô này là lô 2 thì chúng ta phải phân tích kỹ. Ví dụ như là ở đây thì cái ngõ này là ô tô không vào được các bạn nhé, ô tô của chúng ta phải đổ ở ngoài này thì không vào được ô tô đây. Thế nên là ta phải tư vấn cho anh kỹ một trong hai lô đất này, lô đất nào sẽ là tốt hơn để mà anh có thể tiến hành làm nhà, và một mảnh còn lại thì anh có thể là dự trữ để sau này có thể là tiến hành mở rộng hoặc là bán đi chẳng hạn. Một số yếu tố như sau: cấp điện, cấp nước từ trước nhà, thoát nước cũng từ trước nhà các bạn nhé. Thì ngoài ra đất đây là đất nguyên thổ nên các bạn trong quá trình thiết kế cũng làm phương án móng vừa tiết kiệm vừa đảm bảo cho anh. Anh Mão cũng là một người hiện tại đang công tác trong xây dựng nhưng đang làm ở bên chỗ Đài Loan. Rất tin tưởng của công ty nên mình phải tư vấn kỹ cho khách hàng các bạn nhé. Ok, chào anh em. Thank you.
We'll be right back.